cát chuyển cung đình, biết là hôm nay ở tu viện Phúc Đức Phật tử về để đón mừng xuân Kỷ Hợi, cho nên ta lén cung đình xuống dưới đây cùng tham gia với nguyện năm nay. Lời đầu tiên cho Ngọc Hoàng xin kính chào chư tôn đức tăng ni ở tu viện Phúc Đức, và xin gửi lời chào hết tất cả quý cụ, quý cô, quý Phật tử cũng như các anh các chị và các bé nhỏ, lời đầu chúc xuân may mắn. Quý vị có biết sao không? Hôm nay lén đi cho nên lấy lộn áo. Cái này là cái size của 10 năm trước. Cho nên lấy lộn áo mà từ ở trên cung đình mà đi xuống cái đây dọc đường mà phải nín thở. Tại vì thở là lúc áo nó văng ra hết rồi quý vị. Ta nói đi trên đường, nghe bà con nói ở tu viện Phúc Đức nhỏ nhỏ vậy đó mà dễ thương dữ lắm. Hàng tuần chủ nhật ai cũng đều về đây để mà tu tập, mà đặc biệt nhất là nghe nói là ở trong nhà bếp á nấu thức ăn rất là ngon. Mà hồi nãy Ngọc Hoàng ta đi tới đây sớm lắm, nhưng mà núp ở trong đi vòng vòng á thấy cái nhà bếp của tu viện Phúc Đức có chút xíu à. Mà sao tuần nào mà mấy cô cũng ngồi nấu như vậy mà thức ăn ngon dữ vậy? Ta ở đây cung đình lớn hơn thang mà ta cảm thấy ngày nào cũng chật chội, cũng nóng bực, nóng nực và khó chịu. Cho nên một hồi nữa chắc ta phải vô biết và phỏng vấn với cụ ở trong đó nha. Cho nên hôm nay xuống đây thấy quan hỷ quá chừng, quan hỷ đi. Dạ, cho nên quý vị cho tràng pháo tay nhà tiếp nha. Hồi nãy đó, lúc mà ta đi lướt qua nhà bếp, ta thấy ông Táo ơi, ở cái chùa này táo người ta ốm ốm, sao táo đang tròn vo? Không biết là tại vì ăn nhiều, hay là ngủ nhiều, hay là không có exercise, không có tập thể dục, cho nên chút xíu nữa phải phỏng vấn cái táo này mới được nguyên nhân sao mà tròn vo. Nếu mà nhà bếp nấu thức ăn ngon mà táo ta lo ăn mà quên tu á thì cũng chăm trước một chút, tại vì thức ăn ngon mà có quý vị. Dạ, cho nên lát nữa phải hỏi táo của nguyên nhân làm sao. Nếu mà tu hành tinh tấn mà trọn vậy thì mừng, mà nếu mà ăn không thì năm con heo này là phải đai hết lại quý vị nha. Ta nói quý vị, ở trên cung đình á ngày nào cũng phân xử nhóc người hết trơn á, nhưng mà ta không có rung. Sao đứng trước đây có bao nhiêu quý cụ ở đây mà ta rung dữ vậy không biết nữa ở đây chắc là tu nhiều quá đúng không, cho nên cái lực của đại chúng làm ta hơi rung chút xíu. Thôi cho chàng pháo tay cho Ngọc Hoàng ta bình tĩnh trở lại nha quý vị. Đi một vòng qua chùa thấy cảnh chùa đẹp quá, quý vị có biết ai trang trí đẹp không vậy? Thầy nào? Ở chùa ta đi vòng vòng ta thấy có ông thầy miệng mớm mớm, thầy đó tên gì vậy? Minh Thiện hả? Ta sẽ về sau khi thăm tu viện Phúc Đức xong, ta sẽ tạm gác chuyện ở cung đình hải, ta đi qua Cực Lạc ta thăm Đức Phật A Di Đà và sẽ báo với Phật A Di Đà là thầy Minh Thiện giỏi lắm, cho nên dặn tòa sen với thầy Minh Thiện, quý vị hiểu không? Dạ. Mà quý vị biết không, Ngọc Hoàng ta ở rỡn đó, nhưng mà chủ nhật tuần nào á cũng nó xuống Phúc Đức hết. Và quý vị biết là Ngọc Hoàng rất là cảm động, bởi vì tuần chủ nhật nào á ta nhìn xuống ta cũng thấy một cái cụ kia bước xuống xe từ từ, rồi có một cô dịch dắt vô mà ta không biết là ai. Bây giờ ta nhìn xuống ta thì ra hai cụ này đây nè. Hai cụ này và hai cụ tên gì vậy? Hai cụ gì đâu ạ? Đó, quý vị cho biết hai cụ này pháp danh gì vậy? Ngọc Hoàng nói vậy thôi, đây là cụ Chí Thanh và cụ Diệu Huệ. Năm rồi á,
không biết làm sao mà phụ với Thanh tinh tấn dữ lắm. Ngọc Hoàng ta nghĩ ra rồi mới biết là năm tuổi năm tuất, cho nên tinh tấn dữ lắm. Ở đây năm nay là năm con heo rồi, ai tuổi con heo đâu quý vị? Ở đây không có ai tuổi con heo hả? Ta nói nhân gian nó kỳ dữ lắm. Khi mà nói tới con heo á thì ta nói sao quý vị, ngủ thì sao, ngủ nhiều quá ta không nói sao, ngủ như heo à, mà ở dơ á thì ta làm sao, ở dơ làm sao, ở dơ như heo, mà ở cái người nào mà không có thông minh chút á thì ta nói sao, ngủ như heo à. Cho nên quý vị thấy rồi, cái người nào mà sung sướng quá người ta nói sao, sướng như heo. Sao bà con heo tội nghiệp quá vậy con, rồi ăn nhiều chút ta nói sao quý vị, ăn heo. Bởi vậy ta nói thương con heo vô cùng đi quý vị ơi. Cho nên năm nay là năm con heo, quý vị thương con heo thì sao, đừng có ăn thịt heo nha. Nhớ năm nay năm heo là đừng có ăn thịt con heo, mà chẳng những đừng ăn thịt con heo mà đừng ăn thịt các cái con thú nữa, quý vị có hứa không? À, gán thỉnh đi chút xíu vô trả tiền cho. Rồi quý vị thấy ở tu viện nữa, quý cụ quý bác lớn tuổi mà mỗi lần lại sám hối nha, ta thấy toàn là quý cụ lại không à, nhìn xuống kiếm mấy anh chị trẻ mất ráo không thấy, không biết giờ có mấy anh chị trẻ ở đây cho Ngọc Hoàng biết lý do tại sao mà ăn bữa tuần hộp tuần lặn không. Làm biến ờ, không đừng có làm biến, mà chắc là mấy anh mấy chị có một tuổi là đó là tuổi sủ, đi cài suốt tuần luôn mà, cho nên không có thời gian, hay là làm suốt tuần rồi chủ nhật mệt quá cho nên lâu lâu lặn bữa. À, cái chị gì mà cái áo dài màu xanh xanh đó, chị có thể cho biết được không ạ? Sao vậy chị? Không chơi. Thôi thì năm nay năm con heo ha, thì ráng làm sao tinh tấn tu tập. À, mỗi năm Ngọc Hoàng sẽ nhìn xuống dưới đây mỗi tuần luôn à, để xem coi quý chị năm nay quý anh cũng có tinh tấn hay không. Cho nên ở đây quý cụ ráng để ý vô gia quý cụ. Rồi à, ta nói đi trên đường mệt quá chừng mệt luôn, mà tới tu viện Phước Đức mà thấy quý vị đông đảo vậy tự nhiên nó khỏe ra. À, cho nên nó thấy thần táo, giờ thì không biết ở đâu. Ông nói là ông hẹn tôi xuống dưới đây là ông sẽ trình báo cái công việc ở tu viện Phước Đức, mà giờ này không biết táo ở đâu vậy. Dạ xin mời táo Phước Đức ra đi à. Dạ mời táo gửi lời chào đến cho tất cả đại chúng đi táo à. Dạ con táo Phước Đức xin chào quý vị. Táo ở đây á, mỗi tuần á táo đi chùa có gì vui táo kể nghe coi. Lo ăn không mà có biết gì đâu, nhìn là biết rồi. Thôi à, ta nói ở đây á có một cái cô gọi là cô Diệu Lan mà chuyên làm khô bò, không biết là phải hửi cái mùi khô bò chay mà nó to tròn vậy không. Theo cô Diệu Lan, cô Diệu Lan có đó ở đây không ạ? À? Có em kìa, có gọi đằng kia kìa, chắc là lén ha, lén hửi khô bò chay cho nên mới tròn do vậy. Cho nên trong những ngày tới cô có làm khô bò nhớ cất cho kỹ, chứ không thôi để táo tròn quá là không được. Không phải đâu thầy Ngọc Hoàng ơi, Diệu Lan ăn quá lộ sợ bị mét khô bò cho nên cúng hoài nè, lâu lâu qua cho nên nó sợ tờ bị khét á, lỗ. Cho nên á mỗi ngày uống với con nghe hộp 30 ngày á, hết 30 hộp rồi, cho nên uống gì nè, trời ơi khổ lắm, nhiều khi cũng không muốn ăn lắm mà bị đẹp. Nghe cũng lạ à, nghe bữa đó Ngọc Hoàng nhìn xuống á, Ngọc Hoàng mới thấy là cổ có chăm chỉ, cổ lo cổ làm, nhưng mà cái anh chàng táo này anh cũng lén lén anh thử chứ không, chứ không phải là hối lộ, cho nên giờ này mà cũng chối như vậy ha. Cho nên mai mốt cô Vô Lan phải cẩn thận, chứ không thôi táo này
mà ăn dụng hoài như vậy là năm tới Ngọc Hoàng xuống đây là Ngọc Hoàng sẽ xử phạt luôn cả nhà bếp nha. Rồi ở đây ta nghe nói là mỗi tuần mà tu viện Phước Đức đều có ban nhà bếp để mà làm công quả, nhưng mà trong suốt một năm qua đó, cái ban trẻ nhất á, tay nghề bữa nay nâng cao rồi quý vị, cho nên quý vị cứ mỗi tuần về chùa sẽ thưởng thức được những thức ăn ngon, nào là ban của cô Trí Ngọc nè, rồi ban của cô Tâm Nhã, rồi ban của cô Hoàng Yến và cô Hoàng Vân, cũng như anh Vũ Chánh nữa. Cho nên thưa quý vị, cho một tràng pháo tay đầu năm cảm ơn tất cả quý vị. Và đặc biệt có một cái ban nhà bếp mà lúc nào cũng đông người hết, nào là quý chị, nào là quý anh, rồi nào là tất cả những người trẻ vô một cái ban đó, là ban của chị Loan. Cho quý vị, cho một tràng pháo tay quý vị. Ngọc Hoàng lại còn ghi nhận một điều nữa là trong suốt một năm vừa qua, tất cả những cái lễ Phật đản, mừng Đức Phật ra đời, lễ Du Lan, sân khấu trong chánh điện trang trí rất là đẹp. Quý vị có biết là do ai không? Đó là do những cái người chân bông đó, đó là cô Ngọc Bình và anh Minh Trí. Không biết là anh Minh Trí là ai không biết nha. Nhưng mà rồi ở sân khấu đây là do anh Minh Phước, thấy chú Minh Phước nè, rồi chú Danh, chú Tuấn, rồi lại mấy chú trẻ, không những trẻ không, mà ở đây còn có mấy chú lớn tuổi nữa, như là bác Đăng Định nè, rồi chú Hoàng Minh, chú Nguyên Kiến, và rất là nhiều Phật tử. Bởi vì biết tại sao vậy không? Tại sao mà được phát tâm như vậy không? Là bởi vì quý bác đó có cái tâm, có cái tâm rất là lớn nha. Cho nên quý vị cho một tràng pháo tay cảm ơn thay cho thầy chủ trì ở đây và tất cả quý bác ở đó quý vị nha. Còn đặc biệt nữa, năm nào văn nghệ ở đây ha cũng có nhóm của anh Thư Thiện Nguyễn nè, rồi lại cô Thu Mai, rồi các chị ở đây, chị Lệ Hằng, rồi rất là đông đủ. Hát quý vị nghe có hay không ạ? Cho nên táo phải ghi vô đó, táo ghi vô đó. Rồi năm nay á, quý vị biết không, mặc dầu á là quý cụ ở trong nhà bếp á, chân cẳng ai cũng đau nhất, bây giờ á nó lên tới là cụ gọi là cụ Như Nghiêm, gọi là cụ Diệu Quý ha. Rồi quý cụ đó mặc dầu tuổi không có bao nhiêu phần trên á, nhưng mà vô chùa là chống gậy à. Quý vị biết sao chống gậy sớm không? Nhưng mà tại lại sám hối nhiều quá cho nên chống gậy sớm. Nhưng mà thưa quý vị, khóa tu nào cũng vô tu tập hết, cho nên quý vị cái chân mà khỏe đó mà không có theo quý cụ này á thì uổng quá đi. Uổng không? Uổng dữ lắm phải không? Dạ Cho nên quý vị thấy ở đây cho một tràng pháo tay cảm ơn chung hết tất cả quý cụ nghe quý vị. Rồi ta nói suốt cả 9 năm qua có một cái chú mà lễ nào cũng làm MC, ta tuốt ở trên cung đình á mà nghe nó du như nó hay làm sao đâu á. Chú đó là chú Nguyên Kiến, quý vị có biết chú Nguyên Kiến không? Rồi năm rồi lại thêm cô Hoàng Vân nữa đang thử diễn, nhưng mà không biết có gia nhập vô cái làng MC của tu viện chưa, nhưng mà hy vọng là năm tới này cái cô này sẽ được chú Nguyên Kiến chấp thuận. Quý vị thấy cô làm có hay không quý vị? Rồi thôi kể chuyện tu viện Phước Đức nhiều mệt quá, tại vì kể mà tới khuya cũng không xong nữa, không nếu mà kể ra thì còn rất là nhiều người. Cho nên mỗi một cái lễ như vậy đó lại có vợ chồng của chú Quốc Tuấn nha, rất là dễ thương, đi tới cứ cầm cái lo khiêng nặng muốn chết luôn, mà vừa gặp là cười một cái. Cho nên ta nói quan hỷ vô cùng. Quý vị nên nhớ Ngọc Hoàng ở chợ đó là chuyện gì ở Phước Đức cũng ngó cũng dòm xuống đây hết. Cho nên thôi quý vị cho một tràng pháo tay thiệt là lớn để cảm ơn hết tất cả quý vị nha. Rồi năm nay xuống đây sân khấu treo đèn xanh đèn đỏ đủ thứ hết trơn, Ngọc Hoàng ta lớn tuổi bị cận thị, cho nên nãy vô trong đây mang kiến mà muốn đáp xuống mà không biết chỗ nào để đáp. Sân của tu viện Phước Đức đầy hết xe,
bây giờ đáp xuống không biết chỗ nào, cho nên mượn đỡ cái sân nhỏ hôm trước đáp xuống, cho nên chính vì vậy mà cho nên đó, sang năm hy vọng làm sao tu viện Phước Đức có cái chỗ rộng rộng một chút để có đủ sân để ta đáp xuống, chứ không thôi mà ta đáp xuống một mình đó mà lỡ mà chúng ai là nguy hiểm lắm quý vị nha. Dạ, cảm ơn cô Lệ Hằng nha. Thôi thì quý vị được đẹp như thế này thì là do tất cả quý Phật tử từ trẻ đến lớn tuổi đến quý cụ ha, đến đây nào là chú Hoàng Minh, cô Hoàng Huệ, rồi cô Nguyên Tuyết, rồi bé bự, bé nhỏ, bé lớn, rồi bé Long, rồi đủ thứ hết đến đây, rồi bác Duy Thanh, bác Diệu Huệ lụm cụm vậy đó mà cũng lo ở đây để mà vô mấy bao lì xì phát lộc cho quý vị. Rồi nhà bếp á, trong mấy bữa làm con quả thì lại có cụ Phổ Diệu ha, cụ Phổ Diệu năm nay 87 tuổi rồi mà cứ mỗi lần bệnh lên là mau đến thuốc uống. Ngọc Hoàng bữa có hỏi cụ ơi 87 tuổi là phước báo lắm rồi, cụ có sợ chết không vậy, mà sao cụ uống thuốc đúng giờ đúng giấc vậy, trễ một phút một giây thì cụ cũng không chịu nữa. Cụ nói dạ thưa không có sợ, nhưng mà tại vì sợ nằm chỗ cực mấy người còn sống. Ta Ngọc Hoàng nói quan hỷ quá, cho nên Ngọc Hoàng nói thôi cụ ráng buông xả hết đi để mà niệm Phật. Thứ nhất là cụ đừng có nhớ cái chuyện của ai nói thì kia cái nọ để làm gì, để không có bị lên máu, mà hơi lên máu thì sao, để nó đứt gân máu, mà nó đứt luôn á thì đi về Phật, mà nó không đứt á thì nằm đây nữa, cho nên khổ dữ lắm. Cho nên quý cụ nào ha, có hay lên tăng xong thì nhớ là không có giận, không có buồn, không có hờn, không có phiền. Tại vì giận, hờn, buồn, phiền thì tăng xong nó sẽ lên. Mà tăng xong nó lên đó thì sao? Thì máu nó cũng lên. Mà nó lên mà nó nghẹt, mà nó không lên tới não thì sao? Không được. Cho nên quý cụ ở đây nhớ nghe, không có buồn, không có giận, không có bực bội, không có khó chịu gì hết. Mà suốt ngày chỉ lo niệm Phật. Cho nên quý cụ ở đây có hứa không? Có hứa với Ngọc Quẹt không? Hứa nghe rồi, cho một tràng pháo tay cho quý cụ hứa rồi. Thôi thì Táo ơi, Ngọc Quẹt kể lễ nhiều quá cũng mệt rồi, thôi giờ Táo tâu đi, Táo tâu cái chuyện của tu viện Phước Đức cho Ngọc Quẹt nghe nha. Dạ, có thầy ơi. Thầy nào vậy? Thầy nào? Quên Ngọc Quẹt ơi. Con lộn. Quý vị cho một tràng pháo tay đi để thầy Táo tâu việc ở đây quý vị nha. Dạ bóng Ngọc Hoàng, thằng Táo hiêu tăng hai lời báo, trình bài sớ Táo tấu Ngọc Hoàng tại nơi đạo tràng tu viện Phước Đức. Phật tử tích cực nỗ lực chuyên tâm niệm Phật tụng kinh hàng tuần tam đạo, hộ trì tam bảo với hộ tâm lòng, kẻ một người công gieo trồng phước đức, cùng nhau hợp lực tu bổ già lam, điều giới sang tham bộ phàm học thánh. Dù rằng không trong cảnh bận rộn đa đoan giảng dịch, vẫn về đạo tràng cuối từng tu tập, bạn lành được gặp hạnh ngộ minh sư, nương tựa bóng từ giúp từ tam bạc tam đạo. Ngọc Hoàng ơi, nhiều khi con già không thấy được, cần Ngọc Hoàng giúp không? Dạ, để con đọc dạy cho em cho Ngọc Hoàng đọc giùm con nha. Dạ. Phiền não gạt lọc tu học nghiêm trang, nhất là các hàng cao niên trưởng lão, một lòng hướng đạo tinh tấn tu hành, niệm Phật kỳ danh cầu sanh tịnh hộ, ta bà đau khổ là chỗ đất an, nguyện về bác lạc ban vượt ngang ba tội, đánh thôi thói thoát khỏi tử sanh, Phật đạo nhiên thành chúng sanh lợi lạc, còn có còn tố quý mát tập hạnh xuất gia tập tam niệm thiết tha sống đời giải thoát, còn nhiều việc khác. Học bài cho con.
quý vị thấy đó, mặc qua rồi ngồi bên quỳ táo táo phước đức là quý vị bớt cho ăn lại nha, quý vị cho ăn nhiều nó nguy hiểm vô cùng đi ha, đọc có chút xíu vậy là mệt vậy rồi sao lại sám hối. Quýt đức ơi hoài thằng Hoàng ơi, ủa tới đâu rồi Hoàng? Tàu có nhiêu đó mà cũng xong việc quý vị thấy không? Phật đạo viên thành chúng sanh lợi lạc, còn có quý khách hạnh xuất gia, tâm niệm thiết tha sống đời giải thoát, còn nhiều việc khác cho táo bẩm thêm. Mặc dù trong đêm giao thừa giá lạnh, ngoài trời gió mạnh xương trắng phủ dày, Phật tử về đây minh xuân đón vía, nghìn hồng luôn tía rực rỡ mai vàng, đại điện huy hoàng trang mà ánh sáng, giao thừa nguyên đám tất cả về chùa, rộn rã vui đùa tham gia văn nghệ, nương theo thanh lệ hài kịch chúc xuân, già trẻ chung tưng bừng nụ cười hoan hỷ, vào xem miễn phí không bạc không tiền, chỉ tạo chút duyên giúp vui ngày Tết. Còn nửa chưa hết đòn lân diễn trình, con rồng cháo tiên múa để cung nhân, người có mặt ủng hộ lì xì giấy đỏ phong bì, quýt tem cũng được có người mặc bước, bắt túi giấy ra visa tơ kha, lại càng vui thích chẳng chê nhiều ít, bao nhiêu thì bao cũng chẳng có sao, miễn là vui vẻ giàu già nào trẻ, rộn rã tiếng cười tất cả mọi người đón xuân, đón mừng xuân mới kỷ hợi đã tới, mậu tuất vừa qua nguyện khắp mọi nhà bình an hạnh phúc, bao lời kính chúc hòa lẫn ban răng, tiếp theo đến phòng đại ăn tiệc đặc biệt, chè xôi la liệt bánh mứt đầy đủ, hủ tiếu mì đây thật là số một, ăn nhiều càng tốt thoải mái chẳng sao, kẻ trước người sau bước vào thận lộc, cầu xin tài, cầu xin tay ngọc của thầy phát cho, năm nay khỏi lo ấm no thịnh vượng, tai ương nghiệp chướng hải tiều tiêu trừ, nương nơi bóng từ khiết tường như ý, bát nhã thánh trí sớm được viên thành, đời sống an lành toàn gia hạnh phúc, thanh niên kính chúc sức khỏe dồi dào, tất cả đồng bào chúng sanh lợi lạc, lập thân phát đạt thượng trọn năm nay, thằng táo bái bai năm sau gặp lại, cúi đầu kính bái thánh chúc chư tăng, nguyện Phật thường hành từ bi gia hộ, đạo tràng cung cố Phật pháp xương minh, Phật giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. A Di Đà Phật. Tiếp theo nha thầy. Ngọc Hoàng. Lộn hoài ta. Nhiều khi cũng già càng còn lộn. Ok, tiếp tục. Phân làm nghiệp thiện, nghiệp đức điều ác, làm các việc lành với một tâm hành, tịnh thanh vẹn lọc, trôi vào một năm tu học, tam độc giảm nhiều trên dưới kính yêu, trẻ già đoàn kết sửa sang lại hết, chánh điện nghiêm trang chung chấm lòng vàng, dựng xây tam bảo tạo nhiều phước báo có thể nghĩ bàn, xứng đáng là hàng Phật tử chân chánh, điều ác xa lánh thiện nghiệp phân làm, dứt bỏ sang tham đồng về cực lạc, cực lạc cái mặt cực lạc. Xong chưa táo? Dạ con nghĩ xong rồi đó, chứ nhiều quá con quên già rồi, chứ mập nữa cho nên tóc càng ngày càng nhỏ. Quý vị thấy táo phước đức tâu như vậy có còn sót gì không à?
đủ chưa? Nhưng mà ta thấy mỗi tuần ở đây cúng linh lúc nào cũng rất là đông, chứ hướng linh thờ tại chùa. Nhưng mà quý vị có bé Sang ở đây giỏi lắm, rồi lại thêm anh Dũng nữa, rồi lại thêm chị Tuệ Nhã, cho nên tuần nào á cũng nhờ quý vị đó mà sắp xếp cho nên tất cả các bàn linh trang nghiêm vô cùng luôn. Cho nên quý vị cho một tràng pháo tay cảm ơn tất cả quý vị đó quý vị nha. Rồi mỗi một cái buổi lễ á mà quý vị thấy trang nghiêm mà lúc nào cũng hai người đi đầu tiên hết á, mà gọi là lớp trẻ của tu viện Phúc Đức là ai quý vị biết không? Đó là anh Dũng, chú Dũng Chánh và chú Quang Pháp. Cho nên rồi cho nên chùa rất là cần thêm mấy chú trẻ trẻ như vậy đó, để cho mỗi cái buổi lễ đã đầy đủ ăn thỉnh sư đi thỉnh sư. Cho nên quý vị cho một tràng pháo tay cảm ơn với quý vị. Hồi nãy nghe báo nhắc qua cái việc từ thiện, quý vị biết ở tu viện Phúc Đức mỗi một lần lễ hay mỗi một lần mà có thầy trụ trì mà kêu gọi từ thiện á thì ta nói hai bác không có đi làm, nhưng mà lúc nào cũng là người phát tâm đầu tiên hết. Quý vị biết ai không ạ? Đó là cụ Chí Thanh và cụ Diễu Huệ. Cứ mỗi lần ở Việt Nam mà có việc gì mà và lũ lụt hay là đồng bào nghèo mà để cần phát quà thì hai bác sẵn sàng rút hầu bao của mình ra gửi về bên chùa Hương Thiền để cho sư cô Như Lan làm từ thiện. Mà không chỉ riêng hai bác đâu không nha, Phật tử ở tu viện Phúc Đức á, mặc dầu á là quý cụ không như đó không có đi làm, nhưng mà mỗi lần nghe làm từ thiện có bao nhiêu tiền bốc hết ra. Tại vì có ông cụ nói là mình bớt chút xíu ở đây mà có được một phần giúp cho ở bên Việt Nam, cho nên lòng mừng vui lắm. Mặc dầu là mất hết túi ra nhưng mà cũng rất là vui. Cho nên hôm nay Ngọc Hoàng ghi nhận những cái điều này, cho nên Ngọc Hoàng xin thay thầy trụ trì cảm ơn tất cả quý cụ và tất cả tấm lòng của quý Phật tử lúc nào cũng ủng hộ tất cả việc Phật sự cũng như là từ thiện ở bên Việt Nam. Cho một tràng pháo tay quý vị nha. Hồi nãy táo nhắc cái chuyện là trù chiền thì thật sự ra thì Ngọc Hoàng ta đây rất là hoan hỷ, bởi vì trong mấy tháng vừa qua ta biết ở tu viện Phúc Đức mặc dầu đời sống của bà con hiên tinh rất là khó khăn, kinh tế rất là eo hẹp, có người thì có việc, có người không có việc, nhưng mà nghe nói là thầy trụ trì tổ chức tiệc chay gây quỹ để xây dựng cái chánh điện ở dưới Hải Đức. Mà xây dựng trong những cái trường hợp như vậy thì rất là lo, mà thầy trụ trì ông cứ mất ăn mất ngủ. Bữa đó ta có xuống ta thấy cho nên ta lén bỏ một viên thuốc ngủ vô trong ly nước á để cho ổng uống, ổng ngủ ngon để qua bữa sau ổng mới lo cái tiệc chay gây quỹ. Nhưng mà rồi quý vị biết là khi mà gây quỹ xong được tất cả quý vị ủng hộ hết lòng, cho nên ngoài cái sự mong đợi của đại chúng, cho nên cái tiệc chay rất là thành công. Thôi thì hôm nay nhân cái dịp xuân về, Ngọc Hoàng cũng đã diện thầy trụ trì cảm ơn quý cụ, quý Phật tử đã ủng hộ nha quý vị. Rồi thì thầy trụ trì và đại chúng lo nhất á là không biết làm sao có giấy phép để mà xin xây. Thì quý vị biết là Long Thần Hộ Pháp ở tu viện Phúc Đức lại đưa hai vị Phật tử, đó là anh chú Thắng và cô Bảo Kim, tới đây mà tinh tấn tu tập dữ lắm. Ngày nào tụng kinh cũng tới tu viện Phúc Đức tụng kinh, mà nào đâu cũng biết là kiến trúc sư đâu quý vị. Cho nên khi tu viện Phúc Đức vừa nói lên là muốn xây cái chánh điện thì hai vợ chồng đều phát tâm để mà làm, từ cái khâu vẽ rồi xin giấy phép này kia cái nọ hết. Rồi hôm nay thầy trụ trì nhận được cái tin của cô Bảo Kim là giấy phép nó còn một vài chi tiết nhỏ nữa thôi là đã xong. Cho nên quý vị ăn Tết xong rồi thì có thể